ca thân cảnh về chụp chụp rồi thì ta cái ngà sầu à có mà đi sớm thì cái ngà sướng là hồi còn ngà nhưng mà sau đó chi về hôm nay hết buổi quay là xuống bên đây để à cái mỏ ta cái lẩu con tí gì à sau khi đi soi một cái pho tôi lại phải chặn cho nghe sau khi bên đi chờ xin người chia sẻ rồi mà ồ tao trẻ có mà thằng này ta cái hết mỏ ta cái lẩu tiền chờ chói được ta cái là xây dấu giáo trò sáu thầm bảo con người từ mũi ít cò thôi tôi đi mình chỉ nói liền nát sáu ok à không mà ý sẽ tập với những cái sớm nghe à về tôi có xem giáo chuyên nào à tập những tập cả à thế rồi các chị tập với lộc thầm bảo đấy đó chính là tập với lộc ấy cái gì nào à hồi đó lớp một hồi rồi thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha ha ha.